Để 10 thứ này trước cửa nhà, gia đình lụi bại, tiền bạc đội nón ra đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, cổng ra vào hay cửa chính là cái vị trí phong thủy cực kỳ quan trọng. Nó làm chủ cái sự hung cát của một ngôi nhà. Cửa chính thì vừa là nơi để mọi người đi lại, đồng thời cũng là nơi mà để thông khí, là nơi kết nối cái sự riêng tư của gia đình với cái thế giới bên ngoài. Do vậy, tất cả những đồ vật mà các bạn để trước cửa nhà thì cũng ít nhiều mang lại cái tác động đến cái vận mệnh tài lộc của cả gia đình. Nếu được bài trí một cách hợp lý, các đồ đạc được đặt ở trước cửa nhà ấy có thể mang lại cái may mắn và tài lộc cho gia chủ. Công việc thì được hanh thông thuận lợi. Ngược lại, cái sự sai lầm và tùy tiện có thể khiến cho gia đình gánh chịu những cái hậu quả khôn lường. Thì dưới đây là một số vật phẩm mà cần lập tức vứt bỏ đi ngay, không được đặt trước cửa nhà, kẻo vận xui đeo bám, nghèo sơ xác, làm mãi thì không khá lên được. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem đó là những vật gì. Nghèo tả tơi vì vô tình để 10 thứ này trước cửa nhà, 99% nhà ai cũng phạm ít nhất 1 đến 2 điều. Những vật kiêng kỵ cần tránh đặt ở trước cửa ra vào, kẻo suốt đời nghèo sơ xác. 1. Đừng để thảm bẩn ở trước cửa nhà. Rất nhiều hộ gia đình có thói quen là đặt một tấm thảm chùi chân ngay trước cửa ra vào để khi thay giày dép không bị làm bẩn cái nền nhà ở phía bên trong. Nhưng các bạn cần lưu ý rằng phải tuyệt đối không được để thảm bẩn mà phải thường xuyên giặt rũ cho thật là sạch sẽ, sau đó đem trải về cái vị trí cũ. Trong phong thủy, thảm ở cửa là một trong những cái vật dụng có thể thì ngăn chặn được những cái luồng khí xấu đi vào nhà. Do vậy, cần phải giữ chúng thật sạch sẽ để không gì phản cái tác dụng phong thủy đó. 2. Là để rác ở trước cửa nhà. Người xưa cho rằng cái cửa chính là lối đón thần tài vào nhà mình. Cái việc để những thứ không sạch sẽ có tính sát khí như là rác này, nước thải này, hoặc là gì những cái đồ ô nhiễm sẽ gây ảnh hưởng đến cái luồng khí, ảnh hưởng trực tiếp đến cái vận may đó. Đôi khi cửa còn được xây dựng ở những vị trí tốt, hợp phong thủy, nhưng vì gì cái túi rác mà gì mọi thứ bị trở nên đảo lộn. Công việc, cuộc sống thì gặp nhiều cái khó khăn, nhiều trắc trở. Bởi vậy, tốt nhất là nên vứt rác đi và không đặt chúng trước cửa nhà để giữ vệ sinh sạch sẽ và đồng thời cũng là chỗ để thì không phạm phong thủy. Trong phong thủy thì rác rưởi là cái thứ mà tạo nên rất nhiều cái nguồn năng lượng xấu, có thể ngăn chặn những cái luồng khí tốt đi vào nhà. Chính vì thế mà những cái điều không may mắn ấy sẽ thường xuyên xảy ra. Bởi vậy, nên chúng ta đặt thùng rác ở xa cổng để không phạm phải những cái ảnh hưởng đến cái vận khí tốt của cả nhà. Hơn nữa, cái mùi hôi khó chịu từ rác thải ấy sẽ để lại cái ấn tượng không tốt khi mà có thì có khách đến chơi trà. Bởi họ đứng ở đợi trước cổng mà vô tình hít phải những cái không khí, những cái mùi hôi này thì cũng là gì cũng không tốt, đúng không ạ? Sẽ làm giảm đi cái vận quý nhân của gia đình đó. 3. Cây chết, cây héo cũng không được để trước cửa nhà. Việc để cây khô héo hoặc là chết trước cửa nhà thì luôn là một điểm xấu và có thể ảnh hưởng trực tiếp, ảnh hưởng tiêu cực đến cái sự thịnh vượng của gia chủ. Chính vì thế mà các chuyên gia phong thủy khuyên rằng ngay mà khi thấy cây có dấu hiệu héo hoặc chết ấy, thì các bạn cần phải nhổ bỏ hoặc là gì trồng cây mới ngay lập tức. Đấy, chọn những cây khỏe mạnh, tránh những cái cây rụng hết lá. Đấy, trong việc chăm sóc thì cũng cần nên tưới tắm thường xuyên để đảm bảo cây luôn được xanh tốt. Các bạn nên ngắt bỏ những cái lá úa, lá vàng, lá khô đi để gì khi mà cái cây ở trước ở nhà nó tươi tốt thì cái tài lộc nó sẽ vượng hơn đó. Thứ tư là đinh tán trên cửa là cái điều cấm kỵ. Thì ở Việt Nam chúng ta rất dễ thấy những cái chiếc đinh tán ở trên cửa hoặc là trên cổng, chủ nhà đóng thêm để tiện treo cái đồ. Nếu nhà có cửa gỗ thì đặc biệt người xưa rất kiêng vì người ta cho rằng cửa gỗ mà là căn nguyên cho tài vận của một ngôi nhà. Cái lỗ đinh tán để lại trên cửa gỗ ấy, đồng nghĩa với việc là gì tài lộc bị thất thoát. Vì vậy người xưa thường khuyên là nên sử dụng những cái chiếc móc tự đính thay vì gì thay vì dùng đinh tán. 5. Kiêng trồng cây quá to tán rộng trước cửa nhà. Nhiều loại cây to có tác dụng hút tài lộc, xua đuổi những cái chuyện đen đủi, nhưng không phải vị trí nào thì cũng thích hợp để trồng chúng. Đa số mọi người đều nghĩ là cái việc trồng một cây xanh to tán rộng trước cửa nhà sẽ tạo bóng mát và giúp cho không khí của gia đình được thoáng đãng hơn. Nhưng theo các chuyên gia phong thủy thì cây to tán rộng mọc ngay trước cửa nhà sẽ chắn đi phần nào cái ánh sáng và cái gió, khiến cho ngôi nhà của bạn chìm trong bóng tối và trong sự u ám.
âm khí thì phát triển mạnh, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, công việc của gia chủ. Nếu không chặt bỏ đi ngay ấy, thì ít nhất bạn cũng cần phải loại bỏ bớt những cái cành lá xum xuê, những cái tán lá xum xuê ở phía bên ngoài. Đấy, tạo ra một không khí thoáng đãng, đặc biệt là những loại cây như là cây dương này, cây dâu này, cây liễu, cây đa, cây bách, thì tuyệt đối người xưa kiêng trồng trước cửa nhà để tránh cái vận xui, tránh đưa ma quỷ vào nhà. Thứ sáu là tránh để góc nhọn ở nhà hàng xóm chiếu thẳng vào cửa chính nhà mình. Ở trong phong thủy thì mọi luồng khí sẽ đi qua cửa chính để vào ngôi nhà của nhà mình. Nhưng nếu bị cái góc nhọn chiếu thẳng vào cái cửa chính ấy, thì sẽ khiến cho cái sát khí nó bị gì tăng mạnh và rất khó để hóa giải. Điều này dẫn đến các thành viên trong gia đình thì gặp phải những chuyện là đau ốm liên miên, làm việc gì thì cũng sẽ gặp những chuyện thất bại và những khó khăn. Từ đó thì may mắn không bao giờ có. Thế nên trước khi xây nhà thì người xưa vẫn luôn xét thật kỹ bản thiết kế và yêu cầu sửa đổi ngay nếu mà thấy góc nhọn chiếu thẳng vào cửa chính nhà mình. Ngoài ra, người ta có thể hóa giải những sát khí bằng cách là gì? Treo cái gương cầu nồi ở trước cửa nhà để hóa giải những cái cạnh, góc cạnh nó chiếu thẳng vào nhà mình. 7 là tránh việc vừa mở cửa đã thấy gương. Thì các bạn có thể tưởng tượng được cái cảm giác là thật sự đáng sợ, khủng khiếp khi mà bước vào căn nhà lạ, vừa mở cửa ra thì lại thấy gì? Cái chính bóng của mình xuất hiện trong gương. Trong phong thủy thì gương là một trong những vật đại kỵ không nên thấy khi mà vừa bước vào nhà. Xét về phương diện tâm lý học thì buổi tối các bạn về nhà chưa kịp bật điện mà vừa mở cửa ra đã thấy chính bóng mình lùn lùn xuất hiện trong gương thì sẽ khiến cho tinh thần bị hoảng sợ, hoang mang, dễ liên tưởng tới người âm, đêm ngủ hay mưa bị bóng đè, ảnh hưởng không tốt đến cái sức khỏe của quý vị. Vì trong phong thủy gương là vận xui, nó còn có tính phản xạ rất mạnh, nếu mà gương đối diện với cửa chính thì nó sẽ chặn gì không cho thần tài vào nhà. Mọi luồng khí tốt, cái sự may mắn vừa xuất hiện thì đã bị đẩy lùi ra bên ngoài. Đặc biệt gương càng lớn thì lại càng ảnh hưởng không tốt đối với gì nữ chủ nhân của gia đình. Nói tóm lại, để gương ở cửa chính là một điều không nên. Bởi trong phong thủy ấy, gương là đồ vật có tính phản chiếu, có tác dụng là hóa giải một số lỗi phong thủy, nhưng nó sẽ không thể là sự lựa chọn tốt để hóa hung thành cát. Nếu chẳng may bên ngoài mà có vận khí xấu thì rất có thể chính chiếc gương lại là một trong những vật mà dẫn cái ngôi nhà có thêm nhiều chuyện. Đó là cái gương. Thứ 8 là kiêng kỵ mở cửa mà thấy cầu thang thì cũng là một điều cấm kỵ. Mở cửa mà thấy cầu thang thì nhất định sẽ bị hao tài tốn của. Khi xây theo kiến trúc này thì nhiều người không biết rằng chính nó sẽ làm cái nguồn năng lượng phong thủy xông vào nhà bạn ấy một cách là bất ngờ và tập trung không bình thường ở tầng cao hơn hoặc thấp hơn. Điều đó sẽ làm cho căn nhà của bạn sẽ bị nhiễu khí. Gia đình thì không ngừng sa sút về cả tiền bạc lẫn về sức khỏe. Nếu không thể thay đổi sang cái căn nhà khác thì cách tốt nhất các bạn nên mua một cái bức bình phong để chắn, là bình phong chắn giữa cái cửa nhà và cái cầu thang để năng lượng bị tán ra bên hai bên và không bị trực xung thẳng vào cửa chính. Thứ 9, không nên vừa mở cửa ra đã thấy tủ lạnh. Các bạn có biết là cái tủ lạnh là cái nơi được coi là tài khố của gia đình. Không nên để tủ lạnh đối diện với cửa chính, bởi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ngay vật này sẽ khiến cho gia chủ lao đao lận đận, vất vả cật lực cả năm mà cuối cùng cũng không có xu nào trong tay và làm mãi không giàu lên được. Việc gì bạn cũng phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần người bình thường nhưng mà vẫn không có được cái kết quả như ý muốn. Đó là còn chưa kể đến cái việc bị kẻ gian hãm hại, người ghen ghét, nói xấu sau lưng, ảnh hưởng tới sức khỏe và chuyện học hành của con cháu đời sau thì cũng không được tốt. Tủ lạnh chỉ nên để ở trong góc nhà vừa gọn lại vừa tránh phạm phải những lỗi phong thủy, không nên đặt khi mà chúng ta mở cửa ra đã nhìn thấy. Thứ 10 là tránh mở cửa gặp bình hoa. Theo phong thủy, cái chuyện mở cửa gặp bình hoa vốn là cái điểm không tốt. Tuy nhiên thì nhiều gia đình lại hay mắc phải cái lỗi này. Vì họ suy nghĩ là có thêm bình hoa trang trí thì sẽ trang nhã hơn. Các chuyên gia phong thủy cũng lý giải bình hoa sẽ làm ảnh hưởng đến cái tình cảm của vợ chồng, gây ra vận đào hoa xấu cho cả gia đình. Ví dụ như chuyện là ngoại tình bồ bịch linh tinh hoặc là có người thứ ba chen chân vào trong chuyện tình cảm vợ chồng, hoặc là cặp đôi đã đính hôn nhưng mà bị trục trặc mãi, không làm đám cưới được, vân vân. Đó. Quý vị thân mến, trong phong thủy thì cửa chính là một trong những điều quan trọng cần phải lưu ý khi mà quý vị quyết định thiết kế cái nhà mới, xây nhà hoặc là mua lại một ngôi nhà, vì nó quyết định cái sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn cho cả gia đình. Các vấn đề xoay quanh cái thiết kế cửa nhà, cửa ra vào mà chúng ta cần phải tuân thủ có thể kể đến như là cái hướng cửa, cách bố trí, màu sắc làm sao để cho mang lại cái hồng phúc, cái sự viên mãn cho cả gia đình. Trong phần tiếp theo của chương trình, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn
về những chú ý trong phong thủy với cửa chính của ngôi nhà được nhiều người nghiên cứu và quan tâm dựa trên những phân tích, những kiểm nghiệm từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu trong cái lĩnh vực này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nếu bạn là người mệnh hỏa, nên xây cổng có nhiều cái nếp nhọn hoặc là gì vắt chéo, sơn màu đỏ, cổng bên trên có thể có mái ngói đỏ. Những gia chủ thuộc mệnh kim thì nên làm hình dáng, hình vòng cung, hình tròn, màu sáng hoặc màu trắng bạc. Vật liệu nên thiên theo về kim loại. Những người mệnh thủy thì nên lưu ý là chọn cái gam màu chủ yếu của cửa cổng ấy, là màu xanh nước biển hoặc là màu xanh đen. Khi thiết kế cổng nhà hợp phong thủy với những cái hoa văn uốn lượn là tạo ra sự mềm mại. Những người mệnh mộc thì không nên làm những loại cổng bằng sắt mà nên làm bằng gỗ có sơn màu xanh lá với nhiều cái thanh chắn song song. Đấy. Những người mệnh thổ thì nên làm cổng xây hình vuông vức kết hợp với cái tường gạch xây đá có màu vàng hoặc màu nâu thì đó sẽ là phù hợp. Và dưới đây là một số kiêng kỵ khi mà thiết kế cửa ra vào mà các gia chủ cần phải ghi nhớ để tránh phạm phải những sai lầm đáng tiếc, kẻo gì chuốc họa cho cả gia đình. Một là cửa nhà không được đối diện với thang máy hoặc là đối diện với những cái cửa của căn hộ khác. Đối với căn hộ chung cư thì cửa chính không thể đối diện với thang máy. Ở trong phong thủy, nếu mà cửa nhà mà đối diện với thang máy thì sẽ hình thành cái vấn đề là gì? Nhìn trước ngó sau của kẻ lạ, của những người qua lại, gây ra sự phiền phức. Khi cửa thang máy và cửa nhà đồng thời cùng mở thì mọi việc trong nhà đều có thể bị nhìn thấy hết. Chủ nhà có cảm giác bị soi mói, khiến cho cái bí mật riêng tư trong cuộc sống ấy cũng không còn được đảm bảo. Hơn nữa, theo phong thủy thì người ra vào thì tạo ra cái âm thanh tạo loạn, ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của gia đình và lâu dần tự nhiên ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như là ảnh hưởng đến cái tài lộc của mọi người trong gia đình. Thứ hai, nên tránh cửa chính và cửa sau là thông nhau, là thẳng hàng với nhau. Phong thủy nhà cửa đặc biệt tối kỵ cái cửa trước và cửa sau thì tạo thành một đường thẳng nhìn thông nhau. Cửa sổ trước và cửa sổ sau cũng không được nối liền tạo thành đường thẳng. Điều này giống như vừa vào cửa nhà là có thể nhìn thấy hết toàn bộ từ trước vào sau. Cái khí vào thì sẽ thông ra thì từ trước nhà ra sau nhà và bị tuột đi mất. Trong trường hợp này, phong thủy của ngôi nhà phải tàng phong tụ khí, tức là khí đi vào cửa trước và không nên đi ra thẳng đường sau. Theo thuật phong thủy, cửa sân vườn cũng không nên nối với cửa chính của ngôi nhà tạo thành một đường thẳng. Cửa sân vườn, cửa nhà và cổng và cửa phòng ngủ đấy nối với nhau thành một đường thẳng thì gọi là gì? Gọi là xuyên tâm sát. Chủ về hung họa, chủ về cái xung sát đấy, cái xuyên tâm sát dễ xảy ra cái chuyện thị phi, bệnh tật và kiện tụng và gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn như là chuyện về bệnh tật, phẫu thuật, đổ máu và gì? Gia đình có thể bị suy bại, tiền đồ thì bị gì? Bị mất mát. Vì vậy, để hóa giải cửa nhà và cửa vườn ấy, nên mở hơi lệch với nhau. Nếu không mở lệch thì có thể lắp cái cửa chắn gió hoặc là gì? Cái tủ rượu hoặc là tủ giày, vân vân, hoặc là làm một cái bình phong để chặn lại. Thứ ba là không nên để cửa quá cao. Thì trong phong thủy, không nên để cửa vào nhà quá cao vì dễ bị thị phi và gì? Tán mất cái khí. Nếu để cửa quá thấp thì người có chiều cao quá thì khi ra vào sẽ phải cúi đầu. Nó chủ về cái tượng cứu người và không được cắt lợi. Kích thước cửa phải tương xứng với cái kích thước của ngôi nhà. Cửa chính và mái vòm đại diện cho cái trạng thái động trong phong thủy. Khi cửa nhà thì cần tĩnh, còn cửa chính và mái vòm thì lại không thích hợp với trạng thái tĩnh. Nhưng đối với các công trình giải trí công cộng thì cửa mái vòm lại có thể sử dụng trong cái phong thủy. Thì cái việc đặt cửa chính hay là cổng vòm ấy theo cái hướng tốt thì cũng không thể thiếu. Mỗi tuổi thì sẽ có một hướng tốt riêng. Thứ tư là cửa chính đối diện với nhà vệ sinh. Cái việc vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cái nhà vệ sinh ấy thì cái luồng năng lượng tốt dẫn vào sẽ bị gì? Gây ra cái sự ô nhiễm. Dòng năng lượng này là cái sự khởi đầu dẫn vào ngôi nhà. Một khi đầu nguồn mà không được tốt thì cuối nguồn hay là giữa nguồn ấy, mà cụ thể là các không gian khác cũng sẽ gì? Không được cắt lành, dẫn đến là gì? Không tốt với cả gia đình. Những lưu ý phong thủy với cửa chính của ngôi nhà thì nhà vệ sinh thường được coi là cái xấu nhất. Chính vì vậy, nơi đặt nhà vệ sinh đều là cái vị trí mà hung nhất trong nhà, với mục đích là lấy độc trị độc. Nếu mở cửa chính ra ấy, mà gặp nhà vệ sinh thì là điều đại kỵ. Ngoài việc nó khiến cho gia chủ gặp nhiều cái tai họa, nhiều cái xui xẻo, nhiều cái trục trặc trong cuộc sống, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình ở trong nhà. Với nam giới thì thường mắc các bệnh về thận bàng quang, cơ thể thì mệt mỏi, ủ rũ, trí nhớ thì ngày càng suy giảm, nữ giới thì hay bị đau bụng. Còn nặng thì có thể là gì? Xuất huyết hoặc là gì? Hay bị đẻ non. Để hóa giải thì chúng ta có thể treo rèm hoặc là gì? Treo tranh sơn son làm cái bức vách để ngăn lại.
Thứ năm là cửa chính đối diện với cầu thang. Cửa chính trong phong thủy còn được gọi là đại môn, bởi vì ngôi nhà nó hấp thụ rất nhiều cái khí cần thiết. Đó là nơi dưỡng khí, thì cũng giống như cửa chính, cầu thang cũng là cái cánh cửa liên thông giữa các tầng. Do đó, hình thức và vị trí của cầu thang cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tài lộc cũng là vận may của các thành viên trong gia đình. Đó là một trong những lưu ý phong thủy đối với cửa chính của ngôi nhà. Chúng ta nên cân nhắc kỹ để bố trí. Khi mà cửa chính đối diện trực tiếp với cầu thang thì năng lượng phong thủy sẽ sộc lên một cách đột ngột, bất ngờ vào những cái tầng cao, gây ra sự rối loạn về cái trường khí. Vì thế khí sẽ lan tỏa, không phải là gì, không phải là dưỡng khí. Thứ sáu là tránh đặt bếp nấu đối diện với cửa chính. Khai môn kiến táo trong sách Dương Trạch Tam Yếu có viết, khai môn kiến táo thì tiền tài đa hao. Tức là gì, khi mở cửa ra mà nhìn thấy bếp thì sẽ không có lợi về cái mặt tiền bạc. Trong trường hợp mở cửa ra mà nhìn thấy ngay cái bếp nấu thì không chỉ cái sức khỏe của gia chủ bị tổn hại mà còn khiến tiền bạc bị thất thoát liên miên, không thể giữ được. Trong trường hợp này thì quý vị nên làm rèm hoặc là làm bức vách, làm cái bình phong để hóa giải cái lỗi phong thủy này. Đương nhiên là nếu có điều kiện thì quý vị cũng có thể thiết kế lại để tránh cái lỗi phong thủy này. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái lỗi phong thủy mà chúng ta nên tránh trước cửa nhà cũng như là trong nhà để quý vị thâu thu được cái tài lộc, may mắn và bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.